Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay thì mình soạn ra được cái con laptop Lenovo ThinkPad T480. Và cái con này là rất là đặc biệt luôn mọi người, là cái bản hiếm, cái bản ít ít gặp. Màn hình là 2K, đẹp tuyệt vời luôn. Và hả có card đồ họa rời, cần 14 inch, gọn tiện mà có card đồ họa rời để làm việc vẽ vời rồi là rất là ok rồi, là còn có SIM 4G nữa. Nói chung là đầy đủ, full chức năng luôn. Như thế nào mọi người tìm hiểu cùng mình nha. Đầu tiên đó là cái màn hình này là màn hình là 2K, đẹp, không có lỗi lầm gì hết trơn, sáng trưng luôn mọi người. Mình bấm độ phân giải màn hình cho mọi người xem. Đây nè, 2K nha. Màu sắc rất là tươi, không có một cái lỗi lầm gì. Cấu hình nó là i7 Gen 8 nha, RAM 16GB, SSD đây đó là 256. Mọi người có thể nâng cấp lên 512 1T gì đều được. Và màn hình đẹp quá trời đẹp luôn mọi người, không chê gì được hết trơn á. Webcam rồi đầy đủ hết nè, đầy đủ, mọi chức năng là hoàn hảo. Phím á, quên chứ, quay cho mọi người xem cái card đồ họa rời chứ. Đây mọi người, có card rời nè, nó chạy song song hai card này. Cái này là onboard trong máy và cái này là card rời. Card rời này thì 2GB nha mọi người. Với cái card đồ họa rời 2GB thì mình cũng vẽ vời thiết kế ok nè, đơn giản. Những cái phần mềm thiết kế nào mà nó yêu cầu 512, 1GB, 2GB gì đó thì con này là đáp ứng đầy đủ. Mà nó giá thành nó lại rẻ nữa, 14 inch gọn tiện. Phím thì nó có bóng nha, bóng vài ký tự. Và hồi chiều thì mình rảnh mình ngồi mình dán luôn, rồi sau khi dán thì nó che ký tự Nhật đi, còn ký tự quốc tế như thế này nhìn cũng rất là gọn. Rồi có bóng nha mọi người, và không có bị mòn cái chữ nào hết, nó chỉ có bóng nhẹ thôi. Bàn ra chuột sạch sẽ, cái chỗ này thì cũng có cái bóng người ta gác tay rồi nha mọi người, hơi bóng. Đây ha, i7V Pro Gen 8. Chữ ThinkPad cũng vậy, kiểu người ta hay gác tay mà do là bóng, là bởi vì là cái kiểu của T480 lại làm vuốt xuống ở phía dưới nè mọi người, vuốt xuống đây. Mình nhìn mình thấy như vậy thôi, thấy nó bóng. Pin nó thì trên 3 giờ ha. Cái này nó có 4G, máy này nó có 2 pin nha mọi người. Nè, 4G đây, bỏ SIM vào là nhận, ok, sử dụng thôi. Và cái máy thì nó có 2 pin, pin 1 với lại pin 2 nè, để mình sẽ chỉ cho mọi người xem. Các ngõ kết nối cái đã nha. Cái này là ngõ sạc nè, và tai si sấm sét là chất lượng nè. Ngõ này là ra cái mạng LAN đó mọi người. Từ từ mình quay cái sau, mình quay cái cạnh cái đã nha. Mạng LAN này USB nè, HDMI nè, USB rồi tai nghe. Cái phần vỏ ở bên ngoài nhìn nó thì nó cũng sạch sẽ, nó có những cái vệt mòn nhẹ đã qua sử dụng. Đây ha, hơi bóng, hơi mòn, mòn cái càng mòn nó ra cái kim tuyến lấp lánh nè mọi người. ThinkPad đẹp, y hằng cái dấu sticker, nhẹ đâu dán hay làm gì á mọi người. Nó hơi mòn ha. Đây, chữ Lenovo. Mọi người thấy chung là ThinkPad mà mình đi quay quay từng cái một cái như vậy nhìn nó cũng xấu mọi người. Nhìn chung thì nó sạch sẽ, không bị trầy xước nặng, nhưng có cái vết bóng mòn đã qua sử dụng. Vỏ không được đẹp nhưng mà là kết cấu chức năng ở bên trong thì quá ok. Đây là ở phía sau máy ha, nó có hai cái pin, pin này có thể tháo rời được, mở ra là tháo rời thôi.